để xem nha, nó sẽ biến bàn này thành cái gì. 1, 2, 3, let's go. Wow. What? Chạm dữ coi. Wow. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Toy Station Plus, một kênh thứ hai của Toy Station. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series chơi game, hay anh còn gọi tắt là Game Station. Và hôm nay anh Khoai Tây sẽ dẫn các bạn chúng ta cùng đi khám phá một ngôi nhà bí ẩn, Toka Mystery House. Đây là một game nữa thuộc thể loại khám phá và học tập của Toka Boka. Và anh hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Ok, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi. Và đây là màn hình chờ chính của cái game này, Toka Mystery House. Oh wow wow wow, các bạn nghe nhạc hơi có một cái gì đó rùng rợn ha, nhưng mà đồng thời là cũng rất là hay luôn. Ok, và có một cái nút play rất là bự ngay chính giữa, bấm vào thôi. Let's go. Wow. Ok. Rồi. Ui, cửa đóng lại rồi. Xem nào, xem xung quanh. Ý ôi, ở đây chúng ta có thấy có những cái con mắt sáng sáng ở trong cái bóng tối đó các bạn. Ý, đây quả thật là một căn nhà bí ẩn. Có vẻ như là... what? Cái gì vậy? Như là một cái em dơi hay gì đó. Cửa sổ. À, đây là cái cửa chính mà chúng ta vừa mới đi vào đó các bạn. Rồi, bấm vô coi. Để. Ra luôn. À, cái này là mình thoát ra khỏi lại màn hình chính rồi. Thôi, đi vô lại, quên. Mình chạm vào cái bức tranh này. Ok, nó rất lưu luôn các bạn ơi. Có rất là nhiều căn phòng. Mình thấy có một cái cửa bên tay phải, bên tay trái. Hai cái cửa rồi. Ba cái. Cái cửa chính là bốn, không kể rồi. Ba. Và một cái nó kìa này giống như là thang máy. Có một cái lọ chứa một em ghost màu xanh ở trong đây. Rồi, trước mặt chúng ta bây giờ là có hai cánh cửa. Anh nghĩ là mình sẽ đi vào cánh cửa bên phải trước đi nha. Cái gì mà tối thui vậy? Ok. Các bạn để hết mồ hôi từ sau đó. Let's go. Vô nào. Ok. Rồi chúng ta đã vào bên trong căn phòng rồi. Nghe tiếng gió thổi không các bạn. Và lại một chút xíu. Có một cái bản đồ. Bấm vào cái bản đồ này nè. Cái em gì màu đen nè. What. Hello. Chạy mà đâu mất tiêu rồi. Ở đây rớt ra một cái bản đồ các bạn ơi. Có lụm ra được không vậy? Không có lụm lên coi cái tờ giấy này được các bạn. Mấy cái vật này mình có thể đụng được hết. Có những cái em màu đen đen, rất là nhút nhát luôn. Chạm vào là đã... Ê, đây, có em nhện. Ok, tiếp tục đi nè. Cái bình hoa. Wow, tự nhiên đang ở căn phòng sao đi vô khu rừng hay vậy? Những cái bông hoa phát sáng này nó có phát ra tiếng nhạc nữa các bạn ơi. Chúng ta chạm vào nghe là nghe tiếng nhạc luôn. Rất là hay. Cái ống này nó đang hình như nhiễu quá, một cái loại slime màu hồng. Hai em màu đen mắt sáng rực luôn. Hello, đừng có cắn nha. Chắc để anh thử chạm vô coi. Tặc. Ủa sao rớt luôn vậy? Tặc. Ok, nhìn đen đen mắt sáng như này, nhưng mà thực sự là rất là dễ thương nha các bạn ơi. Đó, những cái bông này nó có thể phát ra tiếng âm thanh, rất là thú vị. Đã đó. Hello. Thôi không chọc nữa, mình đi nha. Giống như là một cái khu rừng rất là bí ẩn. Có một cánh cửa nữa. Và một cái biển báo hình giống như là một cái mặt quái vật ở trên đây. Anh nghe có tiếng nhạc rồi các bạn. Mở ra nào. Tiếng nhạc rất là rõ luôn. Ok, bước vô. Hello. Cái này là cái gì? Một cái phòng thí nghiệm các bạn ơi. Một cái phòng lab. Đây, cái em quái vật hồi nãy nè. Nào qua đây lại coi. Em này khá là dễ thương nha. Có thể chạm vào được nè. Ở đây anh thấy có một cái quả cầu thủy tinh. Gì vậy? Ăn luôn hả? What? Đổi mà. Ok, em này vừa ăn một cái trái cầu thủy tinh. Bên trong có chứa một cái dung dịch gì đó các bạn. Xong rồi đổi màu luôn. Ok, anh nghĩ là... Rồi, hiểu rồi. Mình sẽ pha chế các bạn ơi. Pha chế những cái quả cầu thủy tinh đó. Đổ một cái ly màu xanh vô. Rớt rồi. Một cái ống màu vàng. Xanh như màu vàng pha ra màu đỏ hả? Cho màu hồng vô luôn. Hello. Rồi giờ gì nữa ta? Bấm nút này coi. Chúng ta đã chế tạo ra được một cái quả cầu rồi. Rồi bây giờ anh sẽ cho bạn này ăn thử rồi nha. Are you ready? Let's go. Hụt rồi. Nhưng mà vẫn được. Yeah. Đó các bạn hiểu chưa? Tức là mình sẽ
pha chế những cái thuốc bên đây nè ha. Và hoàn toàn tùy theo cách chúng ta pha chế thì nó sẽ cho ra những cái loại quả cầu khác nhau, và bạn này ăn vào sẽ biến hình luôn. Đó, các bạn có nhận ra là bạn này không những là biến màu mà còn biến hình luôn không? Ok, bây giờ mình thử cái loại nước khác coi. Xem nào, cho màu vàng trước đi. Ok, hình như là cái ống này. Ok, đây là một cái nguyên liệu mới có thể lấy ra được luôn. Bỏ vô. Cái đầu lâu này coi sao. Một cái viên kim cương hay gì đó. Let's go. Ra nước hoàn toàn màu trắng rồi. Ôi, cái này chán lắm. Cho một cái nhánh bông này vô luôn. Cho thêm một cái ống nghiệm màu hồng. Ok, chúng ta có một cái dung dịch màu xanh rồi các bạn. Cho thêm màu vàng vô nữa coi được không. Rồi, ok. Các bạn có thấy cái thanh trên này nè. Nó là những cái biểu tượng mà những cái nguyên liệu mà chúng ta đã bỏ vào cái bình này. Và chỉ có thể tối đa là 5 nguyên liệu thôi. Ok, lấy đẩy cái màu này đi. Let's go. Đó. Rồi, chuẩn bị nha. Ăn nè. Hi. Wow. Oh my god. Bạn này hoàn toàn biến đổi thành một cái hình dạng khác luôn các bạn ơi. Và cái màu rất là đẹp luôn nè. Cái màu này nó rất là sinh động. Wow. Khá là thú vị nha. Chúng ta có thể tương tác là chọt vào mặt hay là người vào ngay nè. Ok, hiểu rồi, ok. Đây là một cái game mà chúng ta có thể tự do sáng tạo, điều chế những các loại thuốc khác nhau các bạn ơi. Và sau đó là sẽ cho bạn này ăn. Thì tổng cộng ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nguyên liệu tổng cộng các bạn. Và cái bình này có thể chứa tối đa một lần được là 5 nguyên liệu. Và nếu như vậy thì bạn nào có thể dùng tổ hợp hay chỉnh hợp gì đó. Anh bảo đảm là sẽ ra vô vàn những cái khả năng mà chúng ta có thể pha chế khác nhau. Ok, xem nào sao nào, bây giờ anh sẽ thử ha. How about mình thử toàn là màu hồng coi anh sao. Toàn màu hồng luôn. Thêm cái nữa. Rồi, đỏ lè luôn rồi các bạn. Mình cho màu xanh nữa. Này. Anh cũng không biết nên cho đại rồi các bạn ơi. Wow, ok, cái này thú vị nè. Xuất xưởng luôn. Làm thêm cái nữa đi ha. What, hụt rồi. Trời, thấy cũng hụt nữa khổ ghê. Đó, màu, cái này là màu trắng. Thêm cục nữa coi, màu trắng nữa không. Vẫn là màu trắng. Đây, rồi, wow. Anh không biết là anh đang pha cái gì luôn các bạn ơi. Cứ pha thôi. Rồi, ok, lấy cái này luôn đi. Rồi, xem thành quả nào. Rồi, bây giờ mình có được 3 quả cầu rồi ha. Chúng ta có thể pha sẵn được chắc là khoảng 7 hay 8 quả sẵn. Rồi, cho ăn cái quả đầu tiên này coi. Biến thành em như thế nào. Một, ui, chưa kịp đếm gì hết trơn. Hello. Ủa, biến nhỏ lại rồi các bạn ơi. Một cái màu gradient màu đỏ. Ok, tiếp theo cho ăn cái cục màu trắng này đi. Cục màu trắng này coi sao. Wow. Ôi, cái này tuyệt vời nè. Ê, các bạn để ý chưa? Bạn này đổi màu luôn nè. What? Thú vị. Ok, cái quả cầu màu trắng hồi nãy nhìn có vẻ như là chán, nhưng mà hóa ra bạn này biến thành một cái hình dạng rất là kỳ quặc, nhìn giống như là cái cây kem vậy đó. Không những vậy mà cái nửa bên phải còn đổi màu luôn các bạn. Đó, chuyển màu từ nè các bạn thấy không? Quá là tuyệt vời. Tuyệt vời. Ok, và bây giờ cái quả cầu này trông rất là thú vị luôn các bạn ơi. Để xem nha, nó sẽ biến bạn này thành cái gì. 1, 2, 3, let's go. Còn nào. Wow. Đẹp quá chừng luôn á, nhìn giống như là một con lân vậy á. Oh my god, so cute. Ok, tiếp nào. Khi mà chúng ta qua cái màn hình này thì các bạn thấy là các bạn này đang lấp ló đằng sau nè. Dễ thương quá. Wow, riêng cái khu vực chỗ này thôi chắc anh nghĩ là có thể là anh sẽ ngồi cả ngày cũng được á. Wow, rất là, ôi trời ơi. Đó, thêm cái này coi. Có một cái nút đỏ đây các bạn ơi. Cái nút này là dấu chéo, nghi lắm á, nhà định thử nha. Rồi, đúng rồi. Cái này là giống như là cái nút xóa vậy đó. Ok, những cái nguyên liệu này coi nào. Cái này là cái bông gì đó các bạn cũng không biết nữa. Đó, tạm gọi là cái bông đỏ đi. Này là viên kim cương. Hiểu không? Cho một chút này vô. Các bạn anh, cái này đem nè. Ok. Xuất xưởng. Các bạn biết cái này là cảm giác giống gì không? Cảm giác giống như mình là phù thủy vậy đó. Đang pha chế thuốc các bạn. Let's go. Chơi cái này thì giờ anh nghĩ là chúng ta không nên xuyên. Ôi trời ơi, màu này đang đẹp cái thanh màu tím luôn rồi. Ok, không sao. Cái này cũng được.
Đó. Ok, thì anh nghĩ là chơi cái trò này mình đừng có nên mà suy nghĩ quá kỹ các bạn ơi. Bởi vì cơ bản là nó không có đúng với sai. Đó, nó chỉ có là mình thử nghiệm tất cả các màu sắc coi nó ra làm sao. Thế cái này vô. Let's go. Wow, ý này ra được cái giống như chai hồi nãy. Thôi vậy cái này mình biết rồi. Ra cái khác coi. Ui. Rồi, xuất xưởng luôn. Anh sẽ làm thêm vài cục nữa các bạn ơi, coi làm sao. Rồi, anh nghĩ là mình đã có khá những quả cầu rồi các bạn ơi. Ok, ở đây chúng ta có 6 viên thuốc màu mè khác nhau. À, mình thử cái quả nào trước đây. Thử quả màu tím này trước đi ha. Để coi làm sao. Hello. Biến nào. Wow. Ok. À, bạn này biến thành một cái hình dạng giống như hồi nãy các bạn. Coi có đổi màu không? À, hình như là không. Anh hiểu rồi. Ba cái nguyên liệu màu ở trên đây nè các bạn, xanh, vàng với lại hồng ở đây á, thì có thể là nó sẽ quyết định được những cái hoa văn màu sắc của bạn này. Còn ba cái nguyên liệu kim cương nè, rồi cái hạt màu xanh xanh này và cái bông hình quả ớt này nè các bạn, thì nó quyết định là những cái đặc điểm đặc biệt, ví dụ như là chuyển màu hoặc là những cái màu mà nó biến đổi á. Thì nếu như các bạn tò mò thì chúng ta có thể thử từng nguyên liệu các bạn đó. Ví dụ như mình thử cái này đi. Đó, mình cho vô một nguyên liệu thôi. Xong rồi mình xuất xưởng cái quả này. Ok. Mình cho bạn này ăn thử coi làm sao. Coi ảnh hưởng gì tới bạn này các bạn. What? Có một viên thôi mà biến bự vậy luôn á hả? Đâu, để anh thử lại cái nữa coi. À, nếu mà chúng ta cho cái viên kim cương này thì sao nhỉ? Đó. Ra lò nào. Một viên màu trắng bóc. Ăn ha. Đi. Búp. À, ra cái hình dạng. Đâu, anh thử một lần nữa các bạn. Thử một lần nữa thì anh sẽ có thể chắc chắn như thế nào đấy. Thử cái viên này ha, với lại cái màu hồng. Rồi. Let's go. Xem nè. Nếu mà bạn này biến thành cái hình gai góc hồi nãy thì có lẽ là anh đúng. No. Ok. Mọi giả thiết và suy đoán đều sụp đổ hết. Không, nhưng mà anh chắc chắn là nó sẽ có một cái giống như là một cái nguyên lý, một cái luật lệ nào đó của những cái nguyên liệu này ha. Chỉ có điều là mình cần nhiều thời gian hơn để mà mình khám phá thôi. Ok, còn bây giờ thì anh sẽ thử nốt luôn 5 cái viên thuốc còn lại ha. Viên này coi. Trót. Pop. Biến ra cái hình dạng dễ thương hơn. Ủa, nhưng mà sao tức giận vậy? Ủa, có khi nào những cái nguyên liệu đó nó quyết định tính cách luôn không? Thử viên này coi. Bò. Wow. Hình dạng gai góc nhưng mà mặt mũi rất là vui vẻ các bạn ơi. Nhìn giống như là chó đốm nữa. Ok, từ từ. Đây, viên màu đỏ nè. Ăn đi. Mâm. Bò. Ý. Cái này ra hình lại một bạn ếch. Nhưng mà kiểu như là cái đầu rất là to. Dễ thương. Còn quả này thì sao nhỉ? Xem nào. Wow. Cái đầu dài hơn xíu nữa. Ok, còn cái quả này anh thấy cái hoa văn nó khá là thú vị nè. Xem nào. 1, 2, 3. Wow, thiệt luôn, quá đẹp. Cái hoa văn trên người bạn này nó chạy luôn nè các bạn. So cool. Ok, và như vậy thì anh nghĩ là mình đã khám phá được hết những cái chức năng của cái căn phòng này rồi đó. Qua bên này hết được rồi. Rồi, thì kết luận đây là một cái căn phòng bí ẩn, có chứa một cái nhân vật mới đầu thì tưởng là sợ nhưng mà nhìn rất là dễ thương. Tính cách cũng rất là dễ thương luôn, không làm gì mình hết trơn á. Đó, đứng đó chỉ để ăn thuốc thôi. Và chúng ta có thể tha hồ thí nghiệm khám phá những cái kết hợp khác nhau của những cái nguyên liệu này. Và như các bạn cũng đã thấy ha, có vô vàn khả năng chúng ta có thể kết hợp lại. Rồi, ok, mình đi ra căn phòng rồi đi. Bấm ở đâu đây ta? Hình như là bấm ngay ở trên này các bạn. Ok, đi ra. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi ngược ra. Bye bye nha hai em. Dạ anh mời đi, ở trên đây cũng có cái hình của bạn này nè. Ok. Rồi. Đi ra ngoài luôn. Ok các bạn ơi, như vậy là chúng ta vừa khám phá xong một cái căn phòng ở trong cái ngôi nhà bí ẩn này. Và cái căn phòng đó là nằm ở cánh cửa bên phải ha. Bây giờ mình nhích qua chút xíu. Anh sẽ dẫn các bạn đi vô cái căn phòng mà bên trái. Let's go. Xem nào. Đây có hình một cái em nhân vật có hai cái mắt giống như là mình tạo ra hồi nãy á. Cái này cái gì đây? Nghe cái tiếng giống slime đó các bạn. Những cái bức tranh này có thể động đậy được rèm cửa. Mở cửa sổ lên được luôn. Ok. Cái gì đây? Đi xuống cầu thang hả? Ok. Rất là nhiều sách ở đây.
Ui, xuống cầu thang các bạn ơi. Wow, cái gì đây, cái gì đây? Những cái ống, cái chứa nước, rồi những cái em sinh vật ở bên trong. Ở dưới đây. Wow, dưới đây là slime. Slime có mấy con mắt nữa các bạn. Oh, cái này là một cái ống bị bể ra rồi. Không lẽ là một em quái vật slime đã trốn thoát. Tiếp nào. Rất là nhiều chạn. Cái tô. Mình bấm vô cái tô này, nó quậy các bạn ơi. Wow. Ok. Quậy nó không bóng lên luôn. Wait, wait, what? Gì đây? Trái cây, cà rốt, chuối, táo. Trong cái nồi này rất là nhiều nguyên liệu. Ủa, mình lấy ra được không? Không được, không lấy ra được. Ô, có xương cá nữa. Ok. Ở trên bảng này là một cái công thức. Ê, cái này nhìn quen các bạn ơi. Một cái lọ màu hồng cộng với một cái lọ màu hồng, rồi thêm 3 cái viên màu xanh là sẽ ra được một em này. Ô, rồi hiểu luôn. Chút nữa chúng ta sẽ quay lại cái căn phòng pha thuốc hồi nãy ha. Và mình pha theo đúng cái công thức này, rồi cho các bạn quái vật ếch đó ăn. Hình như là biến ra một cái gì đó rất là đặc biệt các bạn ơi. Ok, nhưng mà tạm thời thì bây giờ mình nhớ vậy đi. Mình đi tiếp luôn hết căn phòng này coi nó làm sao. Gì đây? Ok, ủa hết rồi. À, đây là một cái tủ lạnh. Mở cái tủ lạnh này ra. Hello, vô cái tủ lạnh các bạn ơi. Vô cái tủ lạnh. Thôi ơi. Rồi, biết rồi, đây là quái vật slime. Oh my god. Lúc mà anh coi trailer của cái game này thì đã có giới thiệu bạn này rồi ha. Không ngờ bạn này ở trong căn phòng này. Ok. Cái tủ lạnh này nó có 2 tầng. Tầng ở trên á là đây, là em slime này, quái vật slime. Ở bên trong rất là nhiều những em slime con này phải. Ok, có 3 mắt. Wow, cái gì vậy? Bấm vô miệng cái ở luôn các bạn. Rồi những em slime con biến thành cái vòng tròn hết luôn. Wow, ok, mình đi xuống coi làm sao. Có 2 cái vòi ở đây ha. Wow, hút. À. Đây là một cái vòi hút các bạn. Hút sạch sẽ luôn. Còn cái vòi này nếu mà anh đoán không lầm thì là cái vòi phun. Ngược lại, đúng chính xác. Oh my god, so cute. Phun đầy slime cái ngăn dưới này luôn. Đâu, để lên trên lại coi. À, phun những em slime con này xuống nè các bạn. Mất gần hết rồi. Rồi, hết chưa? Rồi, trên này trống trơn rồi. Ồ, giờ anh mới để ý, nếu các bạn nhìn kỹ ở đây là cái bộ não của bạn này nè. Oh my god. Có thể di tay vô. Bạn này giống như là một cái khối. À, không phải giống nữa mà mình đích thị là một khối slime rồi. Ok, quái vật slime. Và chúng ta có thể chơi với những cái em slime nhỏ này. Dồn hết slime qua bên đây. Trời ơi, tiếng đâu mắc cười vậy. Rồi, nào mới bằng bên đi. Ở đây có một cái cửa nữa các bạn. Chúng ta mở ra coi. What? Hẻ. Mở cửa ra. À! Ê, đừng có nói cái này là charm nha. Cái này là những cái charm nha các bạn. Charm kiểu random. Trời ơi, nguyên cái đàn guitar. Let's go! Ok. Trời ơi, trộn. À, xin giới thiệu với các bạn, đây là công thức trộn... Ê, xuống. Đây là công thức trộn slime. Rất là nhiều charm luôn ha. Ok. Ủa, cái này bị cái gì đây? What happened? Ý, hình như là những em slime này có thể kết nối được với nhau các bạn. À, oh my god, cái này mình trộn một hồi á là cái khối slime này nó đặt lại các bạn. Nè, đó giờ cứng ngắt luôn nè, đâu có tách ra được đâu. Are you serious? Really? Oh my god. Không, thật sự là anh cũng không biết mình đang làm cái gì nữa các bạn ơi. Cái khối này nó... Thôi nè, để anh hút vô hết cho. Lấy cái vòi này hút vô hết. Đó, hút vô hết giùm cái. Dọn dẹp sạch sẽ cái ngăn dưới này coi. Vô đi mấy em ơi. Vô. Quá xá rồi. Vô. Yeah. Ok. Rồi, sạch sẽ. Rồi, bây giờ anh sẽ thử một cái này. À, hai cái em slime con này á, nếu mà chúng ta để gần nhau. Ok. Mình để gần nhau, mình giữ một hồi các bạn, lại mấy em này với cái tay ra. Đó, kết nối với nhau. Em này cũng vậy. Này, có thêm cái tay nữa không? Ok. Dắt tay nhau đi chơi, trời ơi, dễ thương như kìa. Oh my god. Lấy mấy em slime này mình xây một cái gì đó. Ok, và sau một hồi rất là chăm chú cố gắng tạo ra một cái gì đó thì những em này vẫn là một cái đống slime các bạn ơi. Thiệt tình là nói chuyện vừa vốn ghê luôn á. Đi vô giùm đi. Ủa, cái ống này là phun ra. Cái ống này mày hút vô nè. Đó. Xẻ đi, xẻ.
sẽ hút hết. Ok các bạn ơi, và đó chính là quái vật slime ở trong tủ lạnh. Bây giờ chúng ta đi ra khỏi cái tủ lạnh. Rồi, bây giờ mình quay trở lại công thức này đây. Đây đây, các bạn nhớ phụ anh với. 2 cái ống màu hồng, 3 viên màu xanh. Đó, cũng đơn giản thôi. Rồi, let's go. Đi ngược ra các bạn ơi, lên ngoài cầu thang. Rồi. Xem nào, đi vô lại cái phòng bên phải này. Ta-da. Hello hai em, chúng ta lại gặp nữa rồi. Hello. Trời ơi, gặp lại mừng gỡ. Rồi, xem nào, bây giờ mình cần 2 ống màu hồng nè, đúng không? Đổ vô. Ủa, kỳ vậy, xong đổ vô. What are you... Đổ vô, rồi, 1 ống. 2 ống. 3 viên này các bạn. 1 viên. Ê, nhiều quá rồi. Ok, đủ rồi, 3 viên rồi. Rồi, mình được một cái dung dịch màu đỏ như thế này. Ok. Ủa, cái viên màu trắng này đâu ra vậy? Cho ăn luôn đi. À, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bạn này ăn cái viên màu đỏ theo công thức ở bên cái phòng bên kia ha các bạn ha. Các bạn có đoán ra được sẽ ra hình gì không? 1, 2, 3, let's go. Xem nào. Oh! Rồi, hiểu quá. Ra được một em quái vật slime. Ok, hiểu. Đây chính là em hậu duệ slime nha các bạn. Em này có khả năng gì đặc biệt không? Ok, cũng không. Chỉ là cái hình dạng rồi màu sắc bên ngoài thôi. Rồi, tạm biệt em quái vật slime ở đây. Mình đi ra lại luôn. Lần nào đi ngang cũng phải chọc hai em này đó một cái. Ok các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã khám phá được 2 căn phòng bí ẩn rồi. Để xem coi mình còn những cái căn phòng nào khác. Đây rất là nhiều những cái tranh rồi đồ vật trang trí. Ok, còn một cái căn phòng ở đây nữa. Và... à không, cái này là cửa chính rồi. Và một cái thang máy. Anh nghĩ là mình sẽ vào cái căn phòng kia trước đi. Ok các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu như chưa thì anh cũng vẫn sẽ vào. Let's go. Có vẻ như là đây là một căn phòng mà thiên văn học hay gì đó các bạn. Có một cái kính viễn vọng ở đây. Một bức tranh về các chòm sao. Ủa sao chòm sao gì đâu mà sao toàn đồ ăn không vậy? Ghê, bức tranh. Cái này hay. Cái này là mặt trăng các bạn. Các trạng thái của mặt trăng. Cái này là full moon nè ha. Ở bên trái là full moon ha. Cái này trăng lưỡi liềm. Mình bấm cái là tự động chuyển đổi. Cái này là nguyệt thực toàn phân. Xem nào, tiếp tục. Bên dưới đầy sách. Và các bạn nhìn là chúng ta sẽ phải đi lên cái cầu thang này. Wow, những cái tường nó mở ra. Cái này hay nè nha. Bầu trời đầy sao luôn. Cái này là gì đây? Nấc thang lên thiên đường hay gì? Có một cánh cửa bí ẩn. Wow, cánh cửa này là sao giống cánh cửa Doraemon vậy? Bước vào nào. Huyền bí quá. Ok. Xin chào hai anh. Hai anh nấp ấm. mình đụng vô hai ảnh được luôn các bạn. Ok các bạn ơi, theo anh coi cái trailer của cái game này á thì đây sẽ là một cái căn phòng mà gọi là hắc não nhất cái game. Các bạn là chúng ta đang ngồi chung một cái bàn với lại hai người ngoài hành tinh. Không biết là từ hành tinh nào tới luôn, nhưng mà là chắc chắn không phải là trái đất rồi. Rồi và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 3 cái sự lựa chọn ở đây. Một là cái hình cầu, 2 là cái hình trụ này, và 3 đó là cái hình vuông. Ok, anh nghĩ là mình bắt đầu với cái hình trụ trước đi. Let's go. Ok. Rồi bây giờ mình làm cái gì? Hai anh có hướng dẫn gì không? Có không hả? Anh này lắc đầu luôn các bạn. Không hướng dẫn gì hết. Rồi ok. Chạm vô đây. What? Chạm giữ coi. Oh. Anh vừa mới chạm giữ kéo lên các bạn thì cái bình này nó phun ra một cái này là cái gì? Một cái hạt màu nâu. Cái này giống như mặt trời. Còn cái này giống như mặt trăng các bạn. Còn đây là cái đám mây. Cái đám mây nó chạm vô nó mưa luôn. Anh nghĩ đây là giống như là những cái nguyên tố của trời đất hay cái gì đó các bạn. Cái này có thể là cái hạt giống. Hạt giống này sao đây? Anh có ăn được không? Không ăn luôn hả? Không ăn luôn. Ê. Ok rồi. Mình vừa mới trồng cái hạt giống này vào cái chậu này các bạn. Nó nở ra một cái cây. Bấm vô hạt giống này coi. Không có chuyện gì xảy ra. Rồi hiểu luôn. Đây, tưới nước nha. Lấy mây tưới nước các bạn. Tưới nước. Nở bóng liền.
Ủa chưa được hả? Ủa mày đâu, tươi nước thêm không có à? Để mình coi cây thì có thể là sẽ cần ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời được không? Có vẻ như là đúng rồi các bạn. Nhờ ánh nắng mặt trời có mọc lên nữa không? Chưa có gì xảy ra hết. Cho thêm cái mặt trăng vô luôn coi. Thêm ánh sáng mặt trăng vô nữa. À. Wow. Nở là một cái bông cực bự. Rồi, chạm vô cái bông này coi. Cái nữa. Cái nữa. What? Ai? À? À mình lột cái bông này ra các bạn. Ra thành 3 miếng. Oh my god, cái... What? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh nghĩ là anh biết chuyện gì đang xảy ra rồi các bạn. Chúng ta vừa mới nấu ăn và ăn tối cùng với người ngoài hành tinh. Oh my god, unbelievable. Wow. Ok, tuyệt vời. Rồi, anh nhớ lại rồi. Cái lúc mà anh đọc cái giới thiệu của cái game này ở trên cái App Store á, thì họ có nói một cái dòng gì đó về là bạn sẽ ăn tối với lại người ngoài hành tinh. Thì ra là như vậy. Ok, và anh nghĩ là mình vừa ăn cái bữa chính với người ngoài hành tinh rồi đó. Tiếp theo thì có thể là sẽ chọn cái biểu tượng một hình tròn đi. Rồi, hình tròn. Cái này có lẽ là món thứ hai. Xem nào. Ok, quả cầu này mình có vẻ là mình sẽ nhấc ra được. Kéo lên hết cỡ luôn. Rồi. Wait. Kéo lên hết cỡ. Nhưng mà lúc mà buông ra thì nó lại sụp xuống các bạn. Có thể là mình phải dùng tới hai tay rồi. Ê. Lại nào. À, những ba cái vòng này mình xoay được. Có thể là mình phải xoay cho nó giống nhau chăng? Ờ, đúng rồi. Yes. Wow. Tiếp theo thì làm gì đây ta? Ép hả? Ép cái gì? Ơi. À, ép. Một cái máy ép, không biết ép cái gì. Nên mà anh thấy ép nó đang hiệu quả, thôi cứ ép đi. Có ra gì không? Wow, ra thiệt. Công nhận ra thiệt. Cái gì đây? Trời ơi, cái này là một cái bình trà di động. Oh my god, ly đâu? À, ly, à, đây là ba cái ly. Trời ơi, cái gì mà vội vàng đấy. Từ từ. Trời ơi, ổng rót trà mà ổng rót thấy ớn không? À, uống hả? À, ok. À, thưởng thức trà nào. Trời ơi. So weird. À, gật đầu cảm ơn mình các bạn. Ok, không có gì hết. Không có gì cả. You're welcome. Từ các bạn ơi. Tức có nghĩa là mình vừa mới ăn một bữa tiệc chính, tức là mình tự trồng ra một cái quả gì đó, mình ăn với người hành tinh ha. Sau đó thì mình đã uống trà đạo, tự pha trà một cách rất là kỳ quặc. Còn bây giờ, nếu mà anh đoán không lầm thì mình sẽ ăn tráng miệng. Rồi, tráng miệng thì mình sẽ đợi tới cái khối màu hình vuông, màu vàng. Nhưng mà bây giờ thì nó lại biến thành màu tím rồi. Ok, chạm vào thôi. Ý, nó to lên, nó lại xì xuống. Anh nghĩ là mình phải chạm liên tiếp. Coi nào. Trời, giống như bông bóng vậy hả? Ê, nổ. Âu, nổ thiệt. Và chạm lần nữa. Vậy là mình đang đập cái khối này các bạn. Đập. Càng nghe nó càng bể. Giữ càng lâu thì nó bay càng cao. Boom, bể rồi. Chạm cái nữa. Hứa với các bạn luôn. Cái bữa tiệc này nó thật là kỳ quặc, vô cùng kỳ quặc. Bể. Ok. Ủa sao nó trở lại hoài vậy? Bấm lại coi. Ok, mình phải bấm nhanh. Bấm nhanh được không? Ủa không được luôn hả? Tiếp nè.
À, bấm nhanh lên các bạn ơi. Ủa được không? Bấm cái nữa. Trời ơi, cái tiếng gì mà sao nghe giống như là tiếng cái máy dial internet hồi xưa vậy? What? Cái này là cái gì? Gõ cửa hả? À, có ai ở nhà không? Hello? Mở cửa giùm. Ồ, không có chuyện gì xảy ra luôn các bạn. Cái này là một cái anten. Hình như nó đang phát ra một cái tín hiệu. Ồ, nó phát ra tín hiệu các bạn ơi. Là to. Anh nghĩ là mình sẽ gõ cửa y chang vậy là được. À, ok, nè. To. Đúng không? Ồ, sẽ bét luôn. Ồ. Không, đúng. Mình đã làm đúng rồi. Và hiện ra một cái bánh. Rồi ăn thôi các bạn ơi, ăn thôi. Rồi, ok. Wow. Gì nữa không? Arigato. Ồ, không biết tại sao nói tiếng Nhật luôn. Thank you. Xin cảm ơn. Không có chi. Cơ bản là chúng ta đã vừa mới gặp người ngoài hành tinh và ăn tối cùng họ các bạn ơi. Rồi thì anh nghĩ là thôi bây giờ mình bye bye đi. Trời ơi, kỳ quặc quá. Rồi, và đó là cái căn phòng thứ ba bí ẩn ở trong cái căn nhà này. Và những gì còn lại thì anh nghĩ là nó sẽ nằm trong cái thang máy này nha các bạn. Rồi, mình bấm nút thang máy nha. Đi vào thôi. Ok, có một cái cần gạt của mình đây. Gạt là ở đây là tầng trệt rồi. Mình sẽ gạt xuống. Buông ra là dừng lại nha các bạn. Gạt xuống tiếp. Rồi, tới nơi. Anh nghe có âm nhạc rồi đó. Mở cửa ra. Wow, I didn't go. Hết hồn ha. Để mở ra lại coi. Ok. Ôi, có cái mặt kìa. Răng gì nghe gì cái vậy? Nghe vậy rồi sao dám vô? Nó giỡn chứ không sao đâu các bạn ơi. Mình cứ vô đi. Ta-da. Oh, what? Oh. Rồi, ok. Đây là một em quái vật âm nhạc các bạn ơi. Anh giả bộ chút xíu thôi, thực ra anh biết bạn này rồi từ trong cái trailer của game. Đây là một em quái vật âm nhạc ha. Thì chúng ta có thể tương tác được rất là nhiều với em này bằng cách là bấm vào các bộ phận ở trên gương mặt. Ví dụ như là răng. Đó. Bấm vào từng cái răng thì nó sẽ kêu tiếng đó các bạn. Giống như là cái đèn răng ha. Rồi, và ngoài ra thì chúng ta có thể kéo hai bên tai. Kéo hai bên tai để mà nghe một cái âm thanh khác. Này cũng vậy. Wow. Kéo mũi coi. Được luôn. Đó, để tạo một cái hiệu ứng nghe méo méo tiếng. Chọc vô con mắt. Ý, kéo con mắt ra được luôn. Bên này. Rồi, và cuối cùng là ở trên đầu nè các bạn. Đó, mình có thể đổi nhạc được. Bấm vô não để đổi nhạc. Có thể làm cho bạn này ngậm miệng nhỏ lại. Kiểu âm thanh nó sẽ những cái âm trầm nhiều hơn các bạn. Hai miệng ra ha, là toàn bộ trap dây bass. Đổi bài nè. Đổi bài. Ok, tóm lại thì đây là một em quái vật âm nhạc các bạn ơi. Chúng ta có thể giống như là làm DJ vậy đó. Đổi bài. Tương tác đầy đủ với em này luôn. Ok, và chỉ có vậy thôi. Em này mới đầu trông rất là đáng sợ, nhưng mà thực sự thì rất là yêu âm nhạc. Rồi, mình đi ra nào. Giờ mình sẽ đi lên lại tầng trên. Trời ơi, cái thằng máy gì đâu mà nó cũ ghê vậy. Rồi, ok, và anh nghĩ là anh vừa dẫn các bạn đi hết một vòng tour của cái căn nhà bí ẩn này rồi. Mình khám phá chắc cũng, anh nghĩ là hết tất cả những bí mật ở trong cái căn nhà này rồi. Nếu bạn nào đã có chơi cái game này rồi và nghĩ rằng là anh còn một số những cái chỗ mà anh chưa khám phá ra hết á, thì hãy comment ở bên dưới cho anh được biết với ha. Rồi, bây giờ mình đi ra lại nè.
Ok các bạn ơi, trong video kế tiếp của Game Station thì anh đang dự tính là sẽ làm một trong hai chủ đề, cũng là game Toca Boca luôn, đó là chủ đề nông trại hay là chủ đề tiệm nuôi thú cưng. Các bạn thích anh làm về chủ đề nào tiếp theo, hãy comment ở bên dưới cho anh được biết. Còn bây giờ thì nếu như các bạn đã thích video này thì hãy cho anh khoe tay một like. Ê, like gì mà rớt bút luôn. Hãy bấm subscribe cả hai kênh Toy Station và Toy Station Plus để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà anh khoe tay ra video mới. Còn bây giờ thì chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.